Hello mấy anh em, thì bữa nay hơi ẩu một xíu nhưng mà bữa nay mình sẽ ép cùng skill cho con bé ha. Thì mình có con bé 95 thì lần này nó đang có 5 skill, 1 skill bắt tay này, còn 4 skill đó nó tự nó có luôn là khi mình bên Limer. Thì bữa nay mình sẽ thử ép nó khi mà gặp con thử nha, xem thử là tại vì một số bạn thì thường là sợ ép cấp cao thì sẽ không được, chỉ đang là ép cấp thấp thôi, nhưng mà bữa nay mình để lại cấp cao luôn, mình ép luôn để coi thử nó có sự hay xui như thế nào, cũng là một cái trải nghiệm. Rồi thì bây giờ cũng tương tự giống như bao lần mình ép skill thôi, thì chúng ta sẽ dùng một bộ, đó là một skill buff cho thú và một skill tấn công và ba skill buff cho chủ nhân. Thì ở đây mình chọn là trị độ giúp tăng máu, mạnh kích, đánh tấn công và thú ảnh cường thân và cứng thân. Năm skill nha. Thì con này nó tới 4 skill rồi thì cái trung tâm này như nó tự đã có luôn. Vậy thì khá là hay. Rồi tự nhiên cái này mình muốn. Trước tiên chúng ta sẽ ép trị độ. Nếu mà trị độ với mạnh kích một mắt thì chúng ta sẽ ép lại skill đó đi. Để vô mạnh kích. Để vô tụng ảnh mất thì là mất cái trị độ. Trị độ bây giờ cường thân. Cường thân là mất trị độ. À có rồi. Tinh thần là mất mạnh kích. Mạnh kích là mất trị độ. Rồi này mất mạnh kích. Rồi bây giờ là mất hết mấy skill cũ đó rồi đó. Bây giờ là tới Thuấn ảnh lại là mất trị độ mất mùa hết. Trị độ 2, 3, 4 bản thức và bốn không ảnh cường thân lưng thân ok về kiếm bốn trị độ 1 vàng 90 bạc mảnh kích lại mất mảnh kích rồi cường thân lại mất trị độ mảnh kích chống ảnh mất ngưng thần là chống ảnh là mất cường thần cường thần là mất trị độ chống ảnh là mất mạnh kích là có cường thần mất trị độ mất mạnh kích tiếp chúng ta cũng kiềm trì xíu mạnh kích trị độ cường thân mất trị độ mùa lạc trị độ 2 3 4 ok trị độ mảnh kích thú ảnh ngân thần cường thân mảnh kích là mất thú ảnh là mất trị độ ngân thần mất mảnh kích hết ảnh mất trị độ chống ảnh ra mảnh kích
nhưng thần. Chung là vẫn nãy giờ vẫn mất rất là nhiều mà chưa được cái gì rồi, thì chúng ta tiếp tục phải làm đi. Nói chung là mất rất là nhiều mà chưa có được gì. Chẳng là mất thì đổi chẳng dẫu mảnh kích, thống ảnh, cực thân, ngừng thần. Ngừng thần là mất thống ảnh, mất cực thân, ngừng thần, thống ảnh. Nó đè hai kia mà nó không có lan nữa, nó đang bị giằn xé không lây nữa, mình cứ mất rồi. Mà thiếu cường thân Thank you.
Skill 1, 2, 3, 4, 5 khá là đẫm máu đó. Nhưng mà tính ra là mắt thứ 700 loại thì mình không biết là do cấp hay là do cái gì sự hên xui. Nói chung thì về mặt ép thì vẫn ép được, còn số tiền thì theo quan sát thì tốn khoảng 700 vàng đó, gấp khoảng 2,5 lần so với bình thường nếu mà ép thì mặt nhỏ. Thì cái này thì mình cũng nói về mặt hên xui thôi, cuối cùng thì cũng ép được 5 skill ha. Đó. Thì hy vọng cái video này cũng cho các bạn thấy được là khi mà ép skill bet cho cấp Liverpool nó sẽ như thế nào ha. Thì nếu mà trong tương lai có điều kiện mình sẽ thử một lần nữa để mình cảm nhận cái sự tốn tiền của cái này thôi. Cảm ơn mọi người.